Kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình chúng ta đề cập tới một loại văn hóa, văn học của Việt Nam là nói tới đề tài thơ. Vậy thơ là gì quý vị? Thơ là gì? Kính thưa quý vị, thơ trong văn hóa, văn chương Việt Nam là hình thức dùng nghệ thuật, dùng từ trong ngôn ngữ làm chất liệu. Và sự chọn lọc cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới những hình thức logic nhất định và tạo nên hình ảnh hoặc âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe. Từ thơ thường được kèm theo những câu thơ và những bài thơ. Một câu thơ là một hình thức cô đọng truyền đạt nhiều hình ảnh có ý nghĩa cho người đọc và hoàn chỉnh cấu trúc ngữ pháp. Một câu thơ có thể đứng nguyên một mình. Một bài thơ là tổ hợp của các câu thơ. Tính cô đọng và số lượng từ, tính tượng hình và dư âm thanh nhạc trong thơ, nó thành một hình thức nghệ thuật độc đáo, tách biệt hẳn khỏi các hình thức nghệ thuật khác. Như quý vị đã từng chứng kiến những bài thơ của Việt Nam và nổi bật là thơ Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Thơ có một lịch sử rất là lâu dài. Định nghĩa sớm nhất ở châu Âu về thơ có thể bắt đầu từ nhà triết học Hy Lạp. Ở Việt Nam, thơ có thể bắt nguồn từ những tục ngữ ca dao, những câu vần điệu dễ nhớ như sấm biển đông đọc bên tây, sấm bên đông đọc bên tây, vốn là những kinh nghiệm mà đúc kết trải qua từng thời kỳ, sự quan sát các hiện tượng thiên nhiên mà đúc kết lại truyền từ đời này sang đời nọ, giống như một thứ mật mã mà ngôn ngữ để mà truyền thông vậy. Những đúc kết bao gồm đủ mọi mặt trong cuộc sống, sau này biến thành những câu ca dao, câu vè, chúng trở thành một hình thức nghệ thuật giải trí. Thông qua giao lưu văn hóa, các loại thể thơ được tăng dần từ những cấu trúc đơn giản đến những cấu trúc phức tạp. Những xu hướng gần đây cho thấy cấu trúc không còn là yếu tố quan trọng trong thơ. Trong các loại thể thơ ở Việt Nam, ta có thể nói đến loại thơ lục bát, song thất lục bát. Những loại thơ đường luật như thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn bát cú, rồi đến những loại thơ mới và những thơ tự do. Ngoài trừ thơ tự do, một hình thức hầu như không có một cấu trúc rõ rệt. Các loại thơ hầu như đều có cấu trúc nhất định, chặt chẽ, nhất là các loại thơ, thơ đường. Trong đó cấu trúc nội dung, luật về số câu chữ, số câu trong bài hoặc cách gieo vần để quyết định thể loại bài thơ. Sự khắt khe trong cấu trúc làm thơ đường trở gần như là một loại hình văn học chỉ dành cho những tầng lớp trung lưu trở lên. Và những người giáo dục đàng hoàng, tính sự khắt khe này, thơ đường hiện nay dần dần bị phai nhạt, hầu như không còn ai để ý nữa. Hiện nay thơ trở thành một hình thức nghệ thuật hầu như ai cũng biết đến. Không ai đã từng thông qua quá trình giáo dục mà không biết vài câu thơ. Thơ còn trở nên một hình thức để bày tỏ tâm tư, chứa đựng tính sáng tạo của con người. Có thể nói sự tồn tại của thơ đi song song với sự tồn tại của ngôn ngữ. Còn ngôn ngữ tức là thơ, và thường là đi theo một cái nền văn học. Một cách hiểu về thơ như thế nào? Thơ, thơ ca hay thi ca là khái niệm chỉ là một loại sáng tác văn học có vần điệu, có đặc điểm ngắn gọn, xúc tích, ý nghĩa cô đọng. Một bài văn cũng có thể là một bài thơ nếu sự chọn lựa các từ trong đó xúc tích và gây cảm xúc cho người đọc một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, có một bài thơ thường mang tính vần giữa câu nọ với câu kia và tổ hợp của gây ra các âm hưởng, các tính trong bài thơ. Tóm lại, tính nhạc trong thơ
là một hình thức làm cho bài thơ được cảm nhận bởi người ta nghe và đọc, cảm nhận nhanh chóng này tương tự như hiệu ứng của xem phim trong âm nhạc. Tính âm nhạc còn có thể hiện và sử dụng các từ rì rào, vi vu, ầm ầm, lanh canh, chứ những tính chất này làm nhiều thơ tương tự như việc làm toán trong việc bày binh bố trận trong quân sự. Tóm lại, quý vị có thấy cái quan sát thường xảy ra mưa, ví dụ như mưa cái kiến ta thường thấy là ảm đạm, xối xả, rì rầm, thì thầm lõm bõm, buồn thảm, buồn rầu, buồn ơi là buồn, hoa nở, hoa thắm, đại khái như vậy. Sự chọn lựa hình ảnh thường thấy trong các bài thơ, những hình ảnh đẹp, mềm mại, hài hòa, thơ mộng, có những hình ảnh khắc khổ, vuông thành sắc cạnh. Ví dụ, điển hình có thể tìm thấy trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trang điểm một vài bông hoa. À, quý vị thấy không? Những chỉ hai câu thơ trích trong từ Nguyễn Du ra là quý vị đã thấy do ảnh hưởng của quan niệm hội họa dưới thời làm thơ, Nguyễn Du thường sử dụng phong thái thủy mặc trong thơ của mình. Phong cảnh đơn sơ, chấm điểm phác thảo và nhẹ nhàng, nhưng không kém sức quyến rũ. Một câu thơ khác của Bảo Huyện Thanh Quan trong bài Qua Đèo Ngang: Lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Hay là Nguyễn Khuyến cũng diễn tả ao su lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng bước theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vào. Nó rất là xúc tích. Hay gần đây như Trần Đăng Khoa trong bài này: Em nghe thầy đọc báo ngày, tiếng thơ nắng đỏ xanh cây quanh nhà, mái chèo nghiêng mặt sông xa, bâng khuâng vọng tiếng và năm xưa. Không chỉ những hình ảnh đẹp, hình ảnh thơ động người thơ, còn hình tượng được vật thể vừa thấy màu sắc và sự chuyển động của chúng. À, đại khái là có những bài thơ quý vị nghe, quý vị thấy nó rất là xúc tích. Đặc biệt như Ví Von trong Hồ Xuân Hương còn gây nhiều trạng thái tình cảm, như là trêu chọc người đọc, như trong bài thơ Đánh Cờ của Hồ Xuân Hương: Quân thiếp trắng, quân chàng đen, hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa, thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa, thiếp vội vàng vén phứa tịch lên, hai xe hà chàng gác hai bên, thiếp thấy bí, thiếp liền gần gảnh sĩ. Theo quý vị, theo quý vị nghe mà thấy xúc tích, và sẽ cái hình tượng này có thể dẫn quý vị tới một cái sự suy nghĩ nào đó, và quý vị phải mỉm cười. Chứ cũng giống như trong bài Ốc Nhồi của Hồ Xuân Hương: Bác mẹ sinh ra Phật ốc nhồi, đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi, quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi. Quý vị nghe là bắt đầu quý vị nghĩ lấy cái chuyện nói gì ở đâu, là thế nào quý vị cũng cười đúng không? Nếu hiện trong đầu nhà thơ không sống động thì người đọc thơ cũng không có cảm quan sống động của bài thơ. Sự tương tác giữa nhạc họa trong thơ có thể gần như là tương tự với sự đóng góp của họa sĩ, nhạc sĩ, hay nói cách khác sự dàn dựng của bộ phim của họa sĩ, nhạc công, đạo diễn, v.v. Tất cả chỉ bởi nhà thơ và ngòi bút của những từ ngữ có một hệ thống ngữ mà ra. Cách sử dụng hình ảnh sống động bằng việc thêm các động từ cũng thường thấy trong các bài thơ đường, đặc biệt trong các vế đòi hỏi tính đối lập, chẳng hạn Hồ Xuân Hương trong bài Lên Chơi Đông Sơn Tử. Quý vị nghe thử câu thơ này, hình như là câu thơ là bài thơ đường đúng không? Đông sơn cảnh chiếm một hồ riêng,
Nguyên báu bay về khói pháp chen. Đá núi điểm đầu mưa phất xuống. Hoa ngàn nở rộ gió tung lên. Đế bà hương hòa thơm bên xóm. Chúa Trịnh xe qua vết cũ còn. Cú độ bè từ qua bể khổ. Chim Âu đứng bến ngự thôn. Một điểm khá quan trọng trong hình ảnh thơ, nhạc và bất cứ một hình thức nghệ thuật, tính logic của sự kiện, sự phát triển của hình ảnh từ nhỏ đến lớn, từ trầm đến thanh, từ mịn màng đến gồ ghề luôn phải được cân nhắc. Người đọc thơ luôn bị lôi cuốn bởi một phần tính logic của nó. Rất nhiều bài thơ, ngay cả những thi sĩ nổi tiếng, do sắp xếp các hình ảnh trong thơ thiếu logic mà bài thơ của họ không được để ý đến. Quý vị thấy không? Một trong những tuyệt tác trong thơ là quý vị phải hiểu là thơ của Nguyễn Du cho chị Kiều. Tới đây tôi sẽ đọc những bài thơ về chuyện Kiều để chúng ta cùng thưởng thức. Tóm lại, thi ca là tất cả những gì thuộc về tình cảm và lý trí, chịu sự chi phối và cảm xúc rung động đa dạng của con người. Khi nào bạn còn rung động đến nó, nghĩa là tâm hồn bạn còn chất thi ca, còn khiến bạn sống và ý nghĩa hơn trong cõi đời này. Thơ ngoài đặc điểm lại là một nghệ thuật tuân theo một tính chất riêng của loại thể này. Trong đó, yếu tố trời cho làm thơ là một số. Nhưng tính chất riêng của thể loại thơ lại là một vấn đề lớn. Mà muốn điều đó, chúng ta cần phải tham khảo từ nhiều nguồn gốc, các giáo trình văn học cũng như các nguồn gốc khác. Ví dụ bây giờ, quý vị, bảng phân chia các loại âm học từ hệ thống thanh trong tiếng Việt bằng phù, bình, thanh, trầm, thượng, thanh, không có dấu huyền. Đó là bằng trắc, phù, thương, thanh, trầm, thương, thanh, phù, khứ, thanh, hỏi, ngã, sắc, nặng. Phù nhập thanh, trầm nhập thanh là sắc nặng riêng cho các tiếng đằng sau phụ âm T, C, P, N, C, H. Nếu lựa cho những từ âm thanh hợp, đọc dễ nghe thì người ta gọi là lời văn có vần. Đó, quý vị thấy không? Thành ra là thường thường là khi làm thơ là chúng ta phải tuân thủ theo các luật bằng trắc. Nếu quý vị không nắm được các cái vật bằng trắc là quý vị sẽ không thể nào bài thơ để cho họ cảm thấy thích thú. Thí dụ như là Xuân Diệu trong Chiều Tương Tư: bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm, anh nhớ em ơi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm, chứ em với em đi nhau, mà ánh sáng điều hòa cùng bóng tối. Gió lướt kéo mình qua cỏ rối, chứ tối mới rối. Vài miếng đêm u ẩn lật trong cành, mây theo chim bay về dãy núi xanh, chữ cành đi với chữ xanh. Tập đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ, không gian xám tường sắp tan tành thành lệ, chữ lẽ đi với chữ lệ, gọi là ông đó là tiếp vần, tiếp vần. Thì đây là những bài thơ, những vần thơ, thí dụ như trong Nguyên Sa, trong bài Áo Lụa Hà Đông: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, chữ đông đi với chữ cùng nhỉ. Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng, chữ mát đi với chữ trắng. Thì đây là những cái thí dụ mà chúng ta hiểu tại sao thơ nó đưa chúng ta vào trong những sự đam mê và nó gợi cho ta những cái sự cảm xúc. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thấm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn,
Trong mắt trong. À, quý vị thấy không? Bốn câu thơ Tống Biệt Hành. À, quý vị nghe. Thí dụ như là tôi đọc lại. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. À, quý vị thấy không? Sông lòng. Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. À. À, thì quý vị thấy rất là nghe rất là thú vị. Thí dụ như là với câu thơ Lục Bát, gió mơn man sợi nắng mảnh, sơn còn đu ngọn lá xanh mệt mài, dương gian hé rạng hình hài, trời se se lạnh đất ngai ngái mùi. Trời ơi, quý vị nghe là quý vị thấy những cái tiết tấu vần trắc vần bằng động, làm cho chúng ta nghe thấy rằng nó rất là êm ái và nó u uất, không? Còn luật thơ nó cũng có những cái như là Lục Bát, không? Thơ Lục Bát là một loại thơ mà gần như là rất là nhiều người thích làm. Thì thơ Lục Bát là một loại thơ mà dễ làm nhất, không? Mà chúng ta thường hay là nghe nó êm mì đó, có những bằng bằng trắc trắc bằng bằng, phải không? Bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc bằng, nó đi theo vần, phải không? Chính vì vậy mà quý vị, bằng trắc bằng. À, nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ cụ, thân thương nàng Kiều. Đã, này Tố Hữu cũng làm thơ Lục Bát. À, rồi đại khái là có những bài thơ phận nói về thân phận. Lục là 6, Bát là 8, quý vị thấy không? À, thí dụ như đến đâu thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, ngoài đối thanh còn có đối ý, dù mặt lạ đã lòng quen. Đã, trong biết câu kỳ ngộ. Nói chung là thơ ca nó có rất là nhiều những cái luật để chúng ta thể hiện và trải nghiệm, những cái nỗi niềm và cái ý. Thí dụ như là Song Thất Lục Bát. À, Song Thất Lục Bát là câu 7 chữ nối theo hai câu Lục Bát Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trọng Côn, được Đoàn Thị Điểm diễn nôm và thể lại bằng câu thơ này. Thấy không? Chàng thì đi cõi xa mưa gió, tiếp lại về buồng cũ gối chăn, đoái trông theo đã cách ngăn, tuôn màu mây biếc trải gần núi xanh. À, theo đây là những loại thể thơ, những loại vần thơ mà Trần Văn xin đọc một vài cái ý niệm để cho quý vị nghe, để mà chúng ta tiếp tục có những cái tham luận. Hôm nay đi lễ chùa Hương, hoa cỏ mở hơi sương, cùng thầy mẹ em dạy, em vẫn đầu soi gương. Thấy cái này nó có thời thời thành nhạc của quý vị không? À, thì là quý vị nghe là quý vị sẽ thấy càng ngày quý vị đi sâu vào thơ ca, quý vị sẽ lạc vào trong, sẽ lạc vào trong 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 hồn thơ là như vậy, phải không? Kính thưa quý vị, đây là một vài điều vài đôi lời chia sẻ với quý vị về thơ ca. Thí dụ như là bây giờ thân quý vị một em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, tôi sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ, nếu trót đi em hãy hắn quay về, tình mất vui lúc đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp khi còn dang dở. Thơ viết đường sông thuyền trôi chớ đổ, cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa. Đó thì bài thơ này cũng đã được phổ nhạc. Nhưng mà khi phổ nhạc á, thì họ thường có thể bỏ bớt, có thể thêm bớt một chút, thấy không? Thơ Lục Bát, thơ Lục Bát là gì?
À, thì trong có các loại thơ mà vừa trình bày với quý vị. Và video này xin mình tạm dừng tại đây và xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.